ở tiểu bang Minnesota hôm thứ Năm ngày 31 tháng 5 đã loan báo thỏa thuận dàn xếp trị giá 210 triệu với 450 nạn nhân từng bị các linh mục xâm phạm tình dục. Đây sẽ là thỏa thuận lớn thứ nhì trong các vụ tai tiếng tình dục làm rung chuyển giáo hội Công giáo ở Mỹ. Luật sư của các nạn nhân là ông Jeff Anderson nói rằng số tiền nói trên vào khoảng hơn 210 triệu sẽ được đưa vào một quỹ chung để trả cho các nạn nhân. Và số tiền cho từng cá nhân sẽ được quyết định tùy theo trường hợp. Luật sư Anderson cho hay, nay thì chỉ còn chờ sự đồng ý của một thẩm phán đặc trách về hồ sơ khai phá sản của giáo phận Stanford và Minneapolis. Sau đó thì các nạn nhân sẽ có quyền bỏ phiếu xem có đồng ý với thỏa thuận dàn xếp này hay không. Tổng giám mục Bernard Harder cho hay là ngày cảm ơn các nạn nhân đã can đảm lên tiếng và cho hay là ngày hy vọng là thỏa thuận này sẽ đem lại sự an ổn tinh thần cho họ. Năm 2007, thì giáo phận Los Angeles cũng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với 508 nạn nhân và phải trả 600.